Hai em, đem hoa qua đây. Dạ. Để đây. Dạ. Ê, chị Hồng đúng là có tài lãnh đạo ha. Tài lanh thì có. Cái bà này, tôi thấy chị Hồng có làm gì bà đâu, mà suốt ngày bà cứ ganh tị với chị hoài vậy. Gì? Ai ganh tị? Ganh tị ra mặt kia kìa. Xin lỗi cưng, chỉ có người ta ganh tị với nhỏ này thôi, chứ tôi á hả, không bao giờ ganh tị với ai. Rồi một ngày nào đó, cả thế giới này sẽ phải ganh tị với anh. Nè, lúc đó thì bà chết không có đất để chôn luôn rồi ha. Sao? Bà đó, đừng có mà thật thà ngây thơ vô số tội như vậy. Bề ngoài á, tưởng là người ta tốt với mình, mà sau lưng á hả, không biết chém hồi nào không hay à. Bà đang nói ai vậy? Hey, ai thì tự bà biết. Nhất là những người mà bề ngoài tỏ ra thân thiết, chị em. Còn sau lưng hả, đi giết mình hồi nào không hay á. Lòng con người ta hả, nham hiểm khó lường lắm. Tôi làm ở đây lâu rồi, nên nhân tình thế thái tôi hiểu hết. Bà, nói chuyện càng ngày càng khó hiểu à. Thu, đây đi chị Biểu. Dạ. Em đã vi phạm nghiêm trọng nội quy của resort. Theo quy định, chị có thể lập tức đuổi việc em ra khỏi resort này. Em xin lỗi, tại cái ông khách đó. Em thôi đi, đây không phải là lần đầu tiên. Chị đã cảnh cáo em vài lần rồi. Em xin lỗi chị. Em không thể làm tiếp tân được nữa. Từ nay em chuyển sang bộ phận dọn phòng đi. Chị, đó là do chị nghĩ tình chị em bấy lâu nay với em, nên mới cho em một cơ hội đó. Bây giờ chỉ cần em làm tốt công việc của mình, thì có ngày chị sẽ cân nhắc em trở về vị trí cũ. Dọn phòng? Mình đẹp như vậy mà bắt mình dọn phòng là sao cơ? Chị hy vọng là em biết an phận mình mà làm việc. Dạ, cảm ơn chị. Em ra đi. Con ánh này sẽ không làm dọn phòng suốt đời đâu. Một ngày nào đó mình sẽ đổi đời. Đợi đó. Bây giờ tôi chỉ ao ước là có thể lăn đùng ra mà ngủ thôi à. Tham công tiếc gì quá làm gì. Chỉ quy cho lính làm là được rồi. Quản lý á, chị chỉ tay năm ngón thôi. Đâu phải việc gì á cũng giao cho lính là xong đâu. Hơn nữa, vị khách lần này rất là đặc biệt. Ông ta là bạn thân của giám đốc tao á. Ủa, bạn thân chứ đâu phải là người tình đâu, làm gì ghê vậy? Mà tao nghe nói á, ông khách này á là đối tác mở rộng kinh doanh của resort Sandunet á, thứ dữ đó, cho nên nó căng lắm. Tao thấy mày về nhà làm bà giám đốc Việt Kiều cho sướng cái thân. Tội gì phải nai lưng ra làm cho khổ vậy. Dạ.
chị đang làm gì đó? Chị đang đi làm điệu. Ủa, chị Trinh. Cảm ơn em. Hôm nay chị đi có một mình hả? Ừ, chị đi có một mình à. Sao chị không rủ hai người kia đi chung cho vui? Tụi nó bận hết rồi, không có đứa nào rảnh hết á. Chán phèo à. À, chị uống gì? Ừ, em cho cái gì chị uống cái đó. Vậy chị uống nước cam nha. Ừ, ok em. Dạ. Anh ơi, cho ly trà đá. Có liền. Chị cũng thích nghe bài hát này nữa hả? Ừ. Chị say mê bài hát này lâu lắm rồi, từ hồi còn đi học á. Dạ, em cũng thích bài này. Chia cách một đại dương. Vậy hả? Mà bài hát này buồn quá chị ha. Ừ. Giống như là tâm trạng của những người đang cô đơn vậy đó. Chị cũng đang cô đơn nữa hả? Ừ, cô đơn lắm. Nỗi buồn không biết nói cùng ai hết. Dạ. Dạ thôi, em đi lấy nước. Ừ. Dạ. Khờ thiệt. Facebook của Cưng hay nhắc đến bài này. Đương nhiên là chị biết Cưng thích bài hát này rồi. Nhạc gì đâu mà buộc chứ. Dạ, mời chị. Cảm ơn em. Trời đất ơi, lo coi báo thúc thích hoài. Hết phim rồi ta báo. Nè, trà thì không có một miếng. Thưa ba mẹ, con mới về. Con. Con. Ủa, mẹ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Tội nghiệp lắm. Hả? Mà chuyện gì? Nó chết rồi con. Cái gì? Ai chết? Hả? Cái thằng đó. Nó quen con nhỏ trên mạng, yêu đương cả năm trời mà có gặp gỡ với nhau đâu. Từ ngày hai đứa hẹn hò, thằng nhỏ khăn gói từ Cà Mau lên Sài Gòn thăm. Té ngửa ra là gửi hình cho nó, toàn là hình Photoshop không. Chỉnh sửa từng cái lỗ chân lông luôn. Sốc, sốc con. Dạ. Đúng không? Con sốc không? Sốc không? Dạ dạ dạ, con sốc. Nó chết rồi. Sao chết vậy mẹ? Nó sốc quá, chị đâu có nổi đâu con. Tự tử chết rồi. Đó, con coi đó. Suốt ngày khóc lóc ba cái chuyện tào lao gì đâu không. Ông làm sao biết được, sao đau xót. Thôi, bà dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Bà coi đó, nè, mai nấu cơm. Nấu cái món gì lạ lạ chút, có 8 món là làm tới làm lui hoài. Gì? Ý ông là bây giờ ông nói ông ngán cơm, ông thèm ăn phở đúng không? Đó. Đúng không? Được rồi, bắt đầu ngày mai, nhịn cơm cả tuần. Thử có ai chết đói cho biết. Mới nói ngăn cơm chứ tôi có nói ngăn ngăn bà không. Nè, em vẫn còn hấp dẫn với tôi lắm. Mẹ nghe chưa kìa. Xin lỗi à, vừa thách nè, vừa đố nè, vừa cho tiền nè, ông cũng không dám nữa chứ ở đó. Con thấy mẹ con hiền ghê. Mẹ con là hiền nhất trên đời luôn mà. À nè con. Dạ. Ngày mai á, con nói với thằng Long á, mời đến nhà mình ăn cơm nha.
À, Long Long bận nhiều chuyện lắm mẹ ơi. Chắc cuối tuần mới rảnh á. Uống Long nào. Trời đất ơi, có phải Long hồi đó ngày nào cũng lẻo đẻo theo Hồng đi học đó không? Nó chứ ai. Trời ơi. Tội nghiệp, thương con Hồng tới bây giờ luôn đó ông. Thằng đó dọp cái tướng như công tử ăn chơi thấy bà đi. Hồi đó nó còn nhỏ, còn bây giờ người ta du học nước ngoài về rồi, làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu hẳn hoi, ăn nói lịch sự lễ phép. Ông mà gặp nó là ông cảm tình liền. Nghe bà quảng cáo nữa. Được rồi, để bữa nào tôi gặp thử rồi tôi coi nó ra sao. Dạ thôi, con xin phép ba mẹ con lên phòng nha. Ừ. Ông. Ừ. Con nhỏ này sao nó cứ bơ 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 vậy? Tôi thấy bà còn nôn nao cái chuyện mà bạn trai hơn nó nữa. Ừ. Dạ chào mừng ông. Chào cô. Đây là chìa khóa phòng của anh. Xin chào quý khách. Quý khách không được mang con chó lên phòng. Cái gì? Cô mới vừa gọi là con gì? Dạ con chó. Nín. Cấm. Tôi cấm cô gọi là con chó. Nó tên Bin. Ồ, con chó Bin. Nín. Không được gọi là chó. Biết chưa? Dạ. Dạ xin lỗi quý khách. Quý khách có thể đem Bin lên phòng à? Chị. Dạ, xin mời quý khách ạ. Ánh à, em có biết em đang nói chuyện với ai không? Đó là ông Tuấn Kiệt, ông chủ tương lai của resort này đó. Không phải là quy định của resort mình là không được mang thú vật lên phòng hay sao? Viết kiểm điểm cho tôi. Ý là quản lý rồi phách lối, đừng có coi thường con Ánh này. Kế hoạch 1, tạo ấn tượng thành công. Chưa tới vì lời yêu chưa nói, tình hoài xa xôi vì đường yêu muôn lối, cơn mơ yêu đã qua bao lần, cho ta nghe nhói đau muôn phần, người yêu xa cách để lòng ta oan trách, người không về nữa còn chờ chi bên cửa. Ôi ta nghe đời tôi vô duyên nên yêu em cũng đâm ban. Cái gì đó thằng đâm ban? Thì tao tính song ca với thần tượng âm nhạc thôi. Có chuyện gì nữa nói coi. Thì có gì đâu, qua thăm mày, lâu quá không gặp, nhớ mày thôi.
Tao dám chắc luôn, mày tìm tao thế nào cũng có chuyện gì à? Không có gì tốt lành hết nên mới tới tìm tao. Sao mày nói tao giống như con quả đen vậy trời? Mày còn hơn con quả đen nữa. Con quả đen đậu trước cửa nhà tao thì chưa chắc có quả, nhưng mà mày qua đây tao dám chắc là có quả. Tao nói thiệt với mày á, hai vợ chồng tao có chút trục trặc cãi vã. Rồi tại sao mày không ở nhà tìm cách xin lỗi vợ mày? Mày qua đây làm chi? Đàn ông mà đi xin lỗi vợ hả? Đàn ông mà có lỗi á thì xin lỗi vợ, đó là chuyện bình thường. Sao mày khẳng định là tao có lỗi? Tao với mày chơi bao nhiêu năm nay rồi, tao quá hiểu mày. Mày nói tao nghe coi, mày làm gì có lỗi mà vợ chồng mày phải cãi giả như vậy? Coi đi, vợ tao á đọc được tin nhắn này. 322XC2D5N2211. Ừ, mày hiểu không? D10N. Mày đưa tao. Mấy cái này là cái gì? 322 là xỉu chủ, 2 đài là 5.000. Còn 2211 á, đá 2 đài là 10.000. Vợ mày còn hiền đó. Gặp người khác hả? Đồ của mày á ở ngoài đường hết rồi. Thì bây giờ nó đuổi tao rồi đó. Đuổi rồi hả? Ừ. Thì nó đuổi tao, tao mới qua bên mày. Vậy mày qua đây làm chi? Thì tao xin ngủ nhờ đêm được không? Nè 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 nè, tao không chứa chấp những thằng đề đốm như mày. Mày cũng biết rồi đó, tao nung nóng kiếm tiền để còn chữa bệnh cho thằng cu tí. Tao cũng hỏi rồi, chi phí qua bên nước ngoài ít nhất cũng 500 triệu. Đi làm phụ hồ hoài chắc mấy kiếp nữa tao mới đủ số tiền đó. Mày hiểu không? Tao cũng hết cách giúp mày rồi. Dạ xin mời. Hình như con Hồng nó vẫn chưa tới nữa. Mày gọi cho nó coi. Còn 20 phút nữa mới tới giờ hẹn mà. Mày làm gì mà hấp tấp quá vậy? Một hồi tao có hẹn với anh Kép đi shopping. Trời ơi, mới nữa hả? Mới hôm kia. Mà Kép dài Kép trẻ? Vừa đủ xài, người nước ngoài. Ui, mày có chồng nước ngoài chưa đủ hay sao mà còn kiếm Kép nước ngoài nữa? Coi chừng bị lừa gạt đó nha. Mấy cái vụ nước ngoài bây giờ hả, thấy ghê lắm. Tao không gạt người ta thì thôi, chứ ai gạt tao. Chàng tới kìa. Dạ, dạ chào hai chị. Dạ, hai chị dùng gì vậy? Cho cái gì, uống cái đó. Dạ... Thà cho em nó đi, em nó còn nhỏ mà. Tao đâu có làm cái gì đâu. Chị hiền như ma sơ mà, đúng không em? Dạ... Dừng xe, dừng xe, dừng lại. Ừ. Chuyện gì vậy ông chủ? Đâu rồi? Bà ấy đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu có ai đâu ông chủ. Ông chủ nhìn thấy ai vậy? Đâu mất tiêu rồi. Ai ông chủ? Đi tiếp đi.
cái ông Tấn Kiệt đó hơi mập một chút và còn hơi già một chút, nhưng mà không sao, được cái có Quy. Sao kỳ vậy ta? Sao lạ vậy? Đúng là kỳ lạ thiệt á. Gì vậy? Gì kỳ lạ? Ê, hả? Bà có thấy lạ gì không? Lạ gì? Thiện Tuấn Kiệt đó. Ông Tuấn Kiệt sao? Bà có nhớ là ông Tuấn Kiệt cũng không hút thuốc không? Đúng rồi. Ông nói là tôi không hút thuốc và tôi không muốn bất kỳ ai hút thuốc ở quanh tôi. Vậy á, mà trong phòng ổng lại có gạt tàn thuốc mới ghê chứ. Lạ à nha. Dạ chào ông Tuấn Kiệt. Nè, cái đồ gạt tàn thuốc tôi đâu? Dạ, chúng tôi đã cho nhân viên phục vụ dọn dẹp rồi ạ. Tại sao lại dọn dẹp? Dạ, theo yêu cầu của quý khách thì ông không có hút thuốc và ông không thích xung quanh mình có mùi thuốc lá, cho nên... Nên chăng gì? Đem gạt tàn thuốc lên phòng liền cho tôi. Dạ dạ. Nhớ là để vô một chút tàn thuốc, nghe chưa? Mà tàn thuốc mới, nghe chưa? Mới, đúng hiệu, đem liền cho tôi. Trời, tàn thuốc. Tàn thuốc. Khó hiểu gì trời. Vụ gì vậy? Nè. Nhưng mà ông kêu bà lấy gạt tàn thuốc để làm gì? Ai biết đâu. Bà thấy có lạ không? Cũng lạ. Lạ thiệt luôn á. Chào hai người đẹp. Dạ chào quý khách ạ. Chào quý khách. Anh nói chung là cứ gọi anh là Bo được rồi. Dạ, chào anh Bo. Xin được phép mạo muội, hai người đẹp tên gì ạ? Dạ, em là Lê Ngọc Ánh. Dạ, em tên là Thu. Chào Thu. Dạ. Chào Ánh. Thật sự thì tên cũng đẹp, mà người cũng đẹp. Ủa, anh, tụi em đẹp mà anh nhìn cái đó chi vậy? Đẹp như hai cái viết vậy đó. Vui. Sắp tới đây có gì nhờ hai người đẹp chiếu cố cho anh nha. Dạ, phục vụ cho các anh là nghĩa vụ của tụi em mà. Ơi, thật sự chứ anh không phải là thượng khách, anh chỉ là người làm công như tụi em thôi. Cứ xem nhau là đồng cảnh ngộ ha. Trời ơi, khách á mà ai cũng dễ chịu, ai cũng dễ thương như anh Bo thì tụi em đỡ biết mấy luôn á. Thật sự thì má anh nói á, anh ngoài nhan sắc ra thì cái gì anh cũng được hết á. Trời ơi, em thấy là anh Bo đẹp trai quá trời luôn á. Dạ đúng rồi đó. Anh đẹp trai á, giống như tài tử cine đóng phim truyền hình vậy đó. Dạ. Dạ. Thật sự thì nào giờ anh cũng nghe đồn thôi, hôm nay anh mới tin điều đó là sự thật. Dạ. Nếu có thể thì chắc có lẽ là cho phép ba chúng ta được làm một tấm kỷ niệm để coi như làm quen. Dạ được anh, dạ được. Dạ. Dạ. Ê, xin lỗi. Thôi ha. Như đề hình đăng lên Facebook cũng đủ cô like rồi. Dạ dạ. Thôi mời. Dạ dạ, chào anh. Chào anh. Anh Bo dễ thương quá ha.
Vào đi. Dạ, ông chủ. Em thay gạt từng thuốc mới cho ông chủ. Đưa đây, cho tôi coi. Sao cậu biết tôi thích loại thuốc này? Dạ. Ủa? Em đâu có biết đâu. Tại em cũng thích loại này cho nên em đem lên đại vậy đó. Cậu giỏi lắm. Dạ. Cậu đi ra ngoài đi. Dạ. Chẳng lẽ anh ta không nhớ là anh ta từng giúp mình ở ngoài đường hay sao? Hay là anh ta cố tình không nhớ? Con. Trời, mẹ. Gì? Trời ơi, sao mẹ vô phòng con mà mẹ không thèm gõ cửa gì hết trơn vậy? Ủa, mẹ đâu cần gõ cửa. Phòng này phòng của con mà mẹ muốn vô là mẹ vô à. Con đang làm gì ạ? Con có làm gì đâu. Nhìn thẳng vào mắt mẹ. Ừ? Không có làm cái gì. Tại sao mẹ vừa bước vô là con giật mình hoảng hốt vậy? Thì con chỉ suy nghĩ công việc một chút thôi à. Hey, nãy đó. Dạ. Thằng Long mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm mẹ. Thằng nói chuyện dễ thương hết biết luôn nha. Hey. Coi bộ á, mẹ với Long hợp gu nhau quá ha. Đương nhiên là hợp rồi. Mẹ chống nó làm rễ tương lai của mẹ rồi đó nha. Không chạy đâu được hết. Chuyện đó còn xa lắm ơi. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đàn ông á, họ sợ chọn lầm nghề. Còn phụ nữ là sợ chọn lầm chồng. Nè 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 con á, đừng có làm giá mà bỏ qua hạnh phúc của mình. Mẹ ơi, con còn trẻ mà. Con gái là phải có thở có thì. Thằng Long là lựa chọn số 1. Có thằng đàn ông nào chung thủy như nó không? Theo đuổi con biết bao nhiêu năm rồi còn gì nữa. Trời ơi, sao mẹ cứ nhắc cái điệp khúc đó hoài. Con nghe mà chán luôn nè. Ê anh Ánh. Ê bà có thấy gì lạ không? Chuyện gì vậy? Ông Tuấn Kiệt đó. Ông Tuấn Kiệt lúc nào cũng lạ. Nè, ông lạ về ngoại hình, cho tới cái sở thích cũng khác người nữa. Mấy cái đó thì ai cũng biết rồi. Mà ý của tôi nói á, làng cha mập đó khó hầu thấy ớn luôn vậy á. Ông hơi khó tính một chút thôi. Một chút hả? Vậy mà một chút đó hả? Ông mà khó hai chút, ba chút hả? Chắc nhân viên ở đây nghỉ hết quá. Thì bà đừng có ghẹo ổng. Trời ơi, tôi mà dám ghẹo ổng à? Ổng mà không nhìn tới tôi á, là tôi mừng lắm rồi đó. Nè. Sáng sớm không lo làm việc, đứng đó tám hả? Dạ, tại mệt quá nên nói chuyện tầm phào cho đỡ buồn ngủ mà. Nói xấu khách hàng của mình mà gọi là chuyện tầm phào hả? Thôi được rồi, chị nói vậy thôi. Hai em bắt đầu làm việc đi. Dạ. Dạ chị. Dạ xin chào quý khách à. Dạ chào quý khách à. Chúng tôi có chuẩn bị bữa ăn sáng cho mấy anh rồi. À vậy hả? Cảm ơn em nhưng mà chúng tôi không cần đâu. Dạ. Ngày mới tốt lành. Dạ xin lỗi quý khách. Điểm tâm ở nhà hàng chúng tôi có vấn đề gì khiến quý khách không hài lòng à? À không có gì đâu. Thật sự chúng tôi muốn ra biển để hít thở không khí trong.
Nè, mày cầm về trả cho tụi nó đi. Ben, kiếp trước anh là cây cỏ hay gỗ đá vậy? Tôi không biết. Kiếp trước anh là núi đá chắc luôn. Cây cỏ em thấy còn có tình cảm hơn anh nữa. Em nói đùa thôi. Giỡn. Ông cháu.